Rồi, xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của anh Thắm để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phô mai ha. À, đấy đặt kẹo luôn quý vị ơi. Hai, chào anh. Em chào anh Tấn nha. Em chào cô chú gần xa. Hôm nay em về 40 mấy phô mai phục vụ cô chú ơi, mong cô chú ủng hộ coi như clip trước của chú ơi. Cái này hình thức của con là bao sống bao ship nha cô chú. Rồi. Vô mã số 16 đi anh Tấn ơi. Rồi, đầu clip là mã số 16 đây quý vị. Em này ha. Dạ. Rồi, cái quanh 14. 14 quanh. Đây. Mai này mai ép chậu nha cô chú ơi. Rồi, giao lưu nhiêu đây anh? Mã số 16 là giao lưu 200. 200. Rồi, xuống cây. Mã số 17. 17 luôn. Cây này 16 quanh, tính 15 lên đây. Rồi, tính 15 quanh. Rồi, cái này nó nuôi bộ đế nó ráo rồi. Này, để đây. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Mã 17 năm giao lưu 300. Rồi, xuống cây. Số 18. 18. 16 quanh. Cây này nó bị lũa mà nó kéo nhiều nha cô chú. Lũa lưng ha. Dạ. Đó. Mà bộ đế này nó ép chậu không nha cô chú ơi. Đây nè, nó kéo nè tức. Kéo hết. Kéo mạnh ha. Dạ. Đó. Rồi, giao lưu nhiêu đây anh? Mã số 18 giao lưu 400. Rồi, xuống cây. Số 19. Số 19. Cái này em đo hai vị trí đi anh Tấn ơi. Vị trí này là 37. Rồi. Trên đây. Đây là 28 anh ơi. Rồi. Để giữ quá ha. Cây này chiều cao 74. Đây, cây này bonsai nha, đẹp lắm nha cô chú ơi. Tham khảo cây này lực cây lắm nha cô chú. Rồi, giao lưu nhiêu đây anh? Cây mã số 19 em giao lưu 2 triệu 2 anh ơi. Rồi, 2 triệu 2. Rồi, mình qua mã số 20. 20. Cây này 21 quanh. Rồi, 21 quanh. Rồi, để đây. Đây, vệ đế nè cô chú ơi. Đó, ấp chậu không nha. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Mã 21, 20 năm giao lưu 450 ngàn. Rồi, 450 ngàn. Qua số 21 của chú ơi. 17 quanh. Mã số 21, 17 quanh. Đây này nó kéo nha. Rồi, một xíu nữa là kéo, dạ. Kép kính luôn ha. Này lẻ kéo lắm. Đây tham khảo bộ đế của chú ơi. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Mã số 21 giao lưu 350 ngàn. Rồi, 350. Ê, một cây trực lắc 18 quanh. Rồi, để đây quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Mã số 22 giao lưu 350 ngàn. 22. Rồi, mã số 23. Cái này em đo ngoài đây 27 hoàn toàn nó cắn công rễ của chú ơi. Đây. Rồi, đâu ngoài đó 27 ha. Dạ. Để quá xa đế quý vị. Đây. Để ép chậu luôn ha. Em đo tổng luôn cho rồi. Tổng tự này là cái bầu nhưng mà đế nhiều. Đây. 113 anh ơi. 113. Để đặt kẹo luôn. Đó quý vị ngắm nghía bộ đế trước ha. Để đặt kẹo. Tay cành nè. Tay cành đều nha cô chú ơi. À. Rồi, giao lưu như đây anh. Mã số 23 năm giao lưu 2 triệu 200 ngàn. Rồi, 2 triệu 2. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 24. Rồi, 24 đây. Vành 15. Trong cái lô cây này toàn ấp chậu không nha cô chú ơi. Rồi, giao lưu như đây anh. Mã số 24 giao lưu 350 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Qua mã số 25. 25 đây. Cây này 14 quanh. Để nó luôn. Để nôm, để sổ của chú ơi. Giá xanh chi không của chú ơi. Rồi, giao lưu như anh. Mã số 25 này em giao lưu 350 ngàn. Rồi. Một cây trực để sổ nha cô chú. Xuống cây luôn. Số 26 luôn. Cây này 29 quanh. Rồi, quanh 29. Tay cành đều ha. Tay cành đều để cấm không của chú ơi. Đây, để nè. Quấn nữa đi. Bề luôn ha.
Rồi, giao lưu nhiêu anh? Mã 26 này em giao lưu 900 ngàn. Rồi, xuống cây luôn, 900, cây bự chảng. Số 27. Đây, đây. 16 quanh. Đặc biệt là cây này mai ấp chậu cũng như cô chú ơi. Rồi, giao lưu nhiêu em? Mã số 27 nằm giao lưu 350 ngàn. Rồi, 350 ngàn. Rồi, qua 28 luôn. 20 bành. Đây, có lắc quá. Rồi, xuống đế luôn. Đây, khối luôn. Cứng đế luôn rồi, quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Mã 28 giao lưu 650 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. 650 ngàn. Rồi, số 29 luôn. Cái này 33 hoành. Hoành bự nhưng quý vị, 33 luôn nha quý vị. Đây. Đây, để thước vô cái ha. Đây, 33 hoành. Tham khảo một đế luôn cô chú ơi. Đế luôn. Đây, cứng cống đế trong đó luôn quý vị. Rồi, coi đây, coi mặt trước có ráo đều nha. Đó. Làm như cái sổ này mai tứ quý vậy nha cô chú. Mà này mai vàng nha. Đây đây cái cộng dạ. Chiều xuống luôn có nè. Rồi, nè, em quay bên đây cũng có nữa nè. Này cũng có đây không gì nè. Ờ mà sao quá sức cô chú ơi. Cái bệ này khổ nói rồi. Quá xa ha. Này cành luôn đây. Này về chơi củ đế là đủ vốn dư vốn cho lời cô chú ơi. Rồi, giao luôn như đây. Mã số 29 giao luôn 2.200.000. Rồi, 2.200. Đây quá xa ha. Số số 30. 30. 17 của anh. Đây, cây này bị lũa nha. Lũa lưng ha. Dạ, lũa lưng. Đây. Để sổ đi nồm. Rồi, giao lưu như đây anh. Mã số 30 em giao lưu 350 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. 450. Mã số 31. Mã số 31. Cây này 14 của anh. Rồi. 15 yếu tính 14. Này có gì chế đổ cũng ok lắm nè. Dạ, cái này đổ nói gì? Để hết cái đấy ha. Để cô chú ơi. Để ấp chậu nên nó gom mà không sổ dài xuống ha. Dạ. Rồi, giao lưu như đây anh. Mã số 31 là giao lưu 450 ngàn. Rồi, 450 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Số 32. Rồi, 32. 21 hoành. Để tham khảo bộ đế cô chú ơi. Đây đây. Đây. Bên đây nó tức quá sức cơ. Nói chung em này chỗ nào cũng đặt hết. Đấy, nằm trong cái chậu nhỏ lớn luôn, nó không có lộn, nó không ra ngoài được. Nó ôm được nó luôn ha. Dạ. Rồi. Mã số 32 giao lưu 600 ngàn. Rồi, 600. Rồi, xuống cây luôn. Số 33. Cây này 30 hoành. Rồi, hoành 30. Thân lắc đẹp, đây. Tay cành đều luôn. Có gì không nghe kỹ đường thân tay cành em này trước ha. Cái xem kỹ nha quý vị. Rồi chủ đế nha. Để đây. Đây đế cô chú ơi. Đặt bầu luôn đây. Đó. Đây còn mấy cọng bự không nha cô chú. Đây cũng còn nữa nè. Đặt ở trong hết. Dạ. Rồi, giao lưu nhiêu đây anh? Cây 33 giao lưu 1.700.000. 1.700 ha. Rồi, xuống cây luôn. 34 đây. 34. 18 hoành. Rồi, để đâu vậy? Rồi, giao lưu nhiêu anh? Dạ, giao 400 ngàn. 34 giao lưu 400. Rồi, qua mặt số tiếp theo luôn. 35 của chú. 16 hoành. Chung cái này nó nuôi bộ đế không? Rồi, giao lưu bao nhiêu anh? Mã số 35 giao lưu 450 ngàn. Rồi, xuống cây luôn, 450. 16 hoành. Mã số 36. Để đây quý vị. 16 hoành nha cô chú ơi. Mã số 36. Rồi, giao lưu bao nhiêu anh? Cây 36 giao lưu 350 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Số 37. 37 đây. Cây này 12 hoành. À, 12 hoành. Đó là tược nước của nó. Chứ tránh nó ngày xưa đổ ra ngoài, bay ra ngoài nè ha. Dạ. Đó. Bây giờ lấy thân trực.
Rồi, giao lưu nhiêu đây? Mã số 37 em giao lưu 350.000. Rồi, 350.000. Rồi, xuống cây luôn. 38. Dạ, số 38. Cây này 14 quanh. Rồi, quanh 14. Đây. Nó ôm trong cái chậu vậy đó. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Số 38 giao lưu 350.000. Rồi, 350.000. Rồi, đây 39 cây bự. Đây cái này 31 của anh. À, quanh 31 luôn. Rồi tham khảo tới bộ đế nha cô chú ơi. Đây, cho ăn vòng đi. Ăn vòng cái gì thấy hết cái chân cành trước đây rồi sau đế sau cô chú. À, cành. Đó. Rồi, vô đế nha quý vị. Đây bộ đế của chú ơi. À. Để lật luôn. Rồi nó bự nó quay cái bàn kêu éc éc luôn. Đây nè, trước có cộng chịu nữa nha cô chú. Đây. Dạ dưới đó ha. Dạ. Mặt bụng mà còn lưng thì thôi nấu. Đa số mấy cây quỳ nó mặt trước nó yếu đế không sao nó gom gì hết đó rồi. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Số 39 giao lưu 2.500.000. Rồi, 2.500.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Số 40. 40. 14 quanh. Ôm thằng này hết trần ha. Dạ. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Số 40 giao lưu 250.000. Rồi, 250.000. Đây, một cây bay. Số 41. 17 quanh. Mà số 41 nha cô chú. Ông trồng qua muỗng còn để mà lúc ông ốp cái chậu nữa. Đó. Giao lưu nhiêu đây? Đây 41 giao lưu 250.000. Rồi, 250.000. Rồi, giá xin giá sinh viên ủng hộ coi nha cô chú ơi. 42 luôn. 18 quanh. Rồi, để luôn. Đây, để. Rồi, giao lưu nhiêu anh? 42 giao lưu 350.000. Rồi, xuống cây luôn, 350.000. 43 luôn. 14 quanh. Rồi, vô để cái gì? Rồi, giao lưu nhiêu anh? Số 43 em giao lưu 250.000. Rồi, xuống cây luôn. Số 44 của chú ơi. 44 luôn. Cây này hoành 30 tính 29 anh Tứng ơi. Rồi, 29 hoành. Cây này từ từ giống thú nha. Đây, cô chú. Đó. Cây này đẹp nha cô chú ơi. Tham khảo cây này nha. Cây này có chân có... Trước chân sau có ráo nha cô chú. Đây, hai cái chân này quá đẹp luôn. Trước sau đều hết của chú ơi. Nó quỵ nhóm tới. Giao lưu nhiêu đan? Cây 44 giao lưu 1.200.000. Rồi, 1.200. Rồi, xuống cây luôn. Số 45. 45. 16 quanh. Đây cành đều luôn. Đây cành đều đế luôn cô chú ơi. Rồi, để nó đây. Rồi, giao lưu nhiêu đan? Mã số 45 này em giao lưu 300.000. 300. Rồi, 346 luôn. 24 quanh. Rồi. Đây là tức nó quay cho cô chú rồi nó bị lỗ mà nó kéo nha. Miếng. Rồi, khép hay gì đó. Dạ. Xíu nữa là khép rồi. Rồi, để luôn. Rồi, lưu nha. Cây 46 giao lưu 300.000. Rồi, 300. Cây chưa có dài sĩ mà cũng bán bao sống bao ship nha cô chú ơi. À, cây này để dài chân dài dưới ha. Dạ. Số 47. 47 17 quanh. Đây, để cây này sỏi lắm nha cô chú ơi. Xuống lúc cái này luôn nha cô chú. Anh, cho cái độ sổ từ cậu rễ tới mặt bầu bao nhiêu vậy? Đây ha. Rồi, để tới mặt bầu thôi. Hết đây nha cho ông. Đây mấy này là 33. 33 cô chú ơi. 33, nó còn sổ. Còn tới, nữa nha. Tới cái đáy bầu luôn ha. Dạ. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Cây 47 giao lưu 500.000. Rồi, 500 ha. Cây này chốt lẻ cô chú, cây này đẹp lắm nha. Rồi, xuống cây luôn. 48 luôn. 14 quanh. Rồi, giao lưu bao nhiêu anh? Cái này em giao lưu 1.150.000. Rồi, 150.000. 48 nha cô chú. 49. Số 49. Cái này 15 quanh.
Đây, cây nào cũng đế nơm đế sổ của chú ơi. Rồi, để nó đây. Rồi, Zalo nhiêu đang? Cây 49 là Zalo 400.000. 400. Rồi, xuống cây luôn. Cây này quanh 10 của chú ơi. Đây, đế đẹp nha, nè. Số 50 nha quý vị. 50. Cây này về gút ra cho cái cũ cũng được của chú ơi. Rồi, cây đẹp. Zalo nhiêu đang? Cây 50 em Zalo 150.000. Rồi, 150.000. Cây 51 luôn. 14 quanh. À, chân dài nữa ha. Đây, quanh 14. Chân dài thường thường à, luôn. Đế đẹp nha cô chú. Rồi, Zalo nhiêu đây? Cây 51 làm Zalo 250 100 như vậy, 250.000. 250.000. Rồi, à, số 51 của chú ơi. Tiếp theo. 52. 52. Đây, vô đế đẹp của chú ơi. 14 quanh. Đây. Rồi, để đây. Để nơm để sổ của chú ơi. Rồi, Zalo nhiêu đây? Ở 52 Zalo 350.000. Rồi, 350. Rồi, xuống cây luôn. 53. Cây này 17 quanh. Rồi, để đây. Rồi, Zalo nhiêu đây? Ở số 53 làm Zalo 250.000. Rồi, xuống cây luôn. Số 14 luôn. Cây này 17 quanh. Rồi, quanh 17. Rồi, để đây. Rồi, Zalo nhiêu đây? Mã số 54 Zalo 200.000. Rồi, xuống cây luôn. 16 quanh. Mã số 55 16 quanh của chú ơi. Đây, hộ đế nè. Rồi, để đây. Rồi, Zalo nhiêu anh? Mã số 55 Zalo 200.000. Máy này ấp chậu có nằm sầu lộn trong này không nha cô chú ơi. Ấp cứng đó luôn. Dạ. Số 56. Cây này 15 quanh. Cây này đẹp nha cô chú. Để đây. Đây. Sầu dài ôm kính ở trong trơn nè. Chứ mấy cây vi ni vậy mà trưng cành vậy đẹp nha cô chú ơi. Rồi, Zalo nha. Mã số 56 Zalo 400.000. Rồi, xuống cây luôn. 57 luôn. 14 quanh. Đây. Rồi, Zalo nha. Số 57 Zalo 200.000. Rồi, xuống cây luôn. 58 luôn. 19 quanh. Đo âm từ hao phân hết. Rồi, để đây quý vị. Rồi, Zalo nhiêu đây? Số 58 Zalo 300.000. Rồi, xuống cây 300. Số 59. 18 quanh. Để ấp chậu này nó gom nó cục ở trong quý vị. Này cô chú ơi. Gom. Rồi, cứ ngắt cái bộ đế trong này nha cô chú. Tham khảo kỹ cây này bộ đế này cô chú ơi. Rồi, Zalo nha. 59 làm Zalo 1.200.000. Rồi, 1.200. Rồi, xuống cây luôn. Số 60 luôn. Mười ba quanh. Đây bộ đế của chú, đánh tức. Chỉ của chú nó kéo nhựa hết nha cô chú. Rồi, khép rồi ha. Rồi, Zalo nhiêu anh? 60 nè, em Zalo 200.000. Rồi, xuống cây 200. Rồi, 61 luôn. 14 quanh. Rồi, để đây quý vị. Rồi, Zalo nhiêu anh? 61 là Zalo 200.000. 300. Mấy trăm? 300 cô chú ơi. 61 300 nha cô chú. 300. Rồi, xuống cây 62 luôn. 28 quanh. Rồi, quanh 28. 27. Đó, cái bể đất đó. Rồi, Zalo nha anh. 62 Zalo 700.000.
Rồi 700. Rồi xuống cây luôn. 63 luôn. 15 quanh. Rồi cho luôn nha anh. 63 làm cho luôn 150.000. Rồi xuống cây luôn. 64 luôn. 17 quanh. Đây, một cái trực mà để nôm nha cô chú ơi. Để đây quý vị. Rồi, luôn như anh. Số 64 vô luôn 400.000. Rồi, xuống cây luôn, 400. Số 65. 65 luôn. Cái này 10. Rồi, để đây quý vị. 10 quanh. Rồi, vô luôn như anh. 65 vô luôn 150.000. Rồi, xuống cây luôn. 66 luôn. 16 quanh. Rồi để đây. Rồi giao lưu nhiêu anh? 66 làm giao lưu 500.000. Rồi xuống cây. 15 quanh. 6667. Rồi để đây quý vị. Đây, đến ôm này cô chú ơi, đặt, đặt cứng trong nha. Rồi giao lưu nhiêu anh? 67 giao lưu 400.000. Rồi xuống cây luôn. Xuống 68. 8. 20 quanh. Rồi để đây. Đó. Để gom luôn ha. Dạ. Rồi giao lưu nhiêu anh? 68 làm giao lưu 350.000. Rồi xuống cây luôn. 69 luôn. 16 quanh. Đó nó ôm đặt cứng trong này nha cô chú nè. Ôm cứng luôn ha. Rồi như như 69 làm cho luôn 500.000. 500. Rồi xuống cây luôn. 70. 21 quanh. Rồi để luôn. Này cũng kìa. Rồi cho luôn như số 70 làm cho luôn 500.000. Rồi mã số 71 cuối clip ngày hôm nay nha cô chú ơi, mong cô chú ủng hộ cho con nha. 23 quanh. Rồi để luôn. 71 giao lưu 700.000. Rồi hết ha. Dạ hết. Mong cô chú ủng hộ con như những clip vừa rồi nha cô chú ơi, đặng con có động lực tìm cái đẹp và ủng hộ cô chú nha. Ủa, cô chú ủng hộ con nha. Xin chào cô chú. Rồi hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.